Thì đó là cái lý do của cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì về dự cái buổi lễ khai mạc cái vòng chung kết xếp hạng của khối tiểu học hôm nay, thì ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và sự có mặt của đồng chí Nguyễn Thu Hà, phó giám đốc trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh. Xin trân trọng giới thiệu về phía phòng giáo dục đào tạo có thầy Trần Văn Tiền, chuyên viên phòng giáo dục đào tạo. Về dự cái vòng chung kết xếp hạng hội thi trong cái buổi chiều hôm nay là còn có sự hiện diện của lãnh đạo các trường, quý thầy cô, các anh chị phụ trách cùng 6 đơn vị chúng ta có thành tích tốt nhất trong cái vòng cụm để về chúng ta thi vòng chung kết xếp hạng. Chúng ta đề nghị dự lời quan khách chung. Để các đơn vị chúng ta thi đảm bảo theo cái nội dung, thì thay mặt ban tổ chức, ban giám khảo, tôi xin phép được thông qua vắn tắt một số cái nội dung về cái phiếu chấm điểm cũng như là một số cái nội dung cần lưu ý. Chúng ta quá thời gian quy định thì ban giám khảo sẽ xem xét và trừ điểm tùy vào cái việc mà chúng ta lố thời gian nhiều nhất, nên là các em lưu ý ở cái nội dung này. Một cái điểm lưu ý thứ hai là cái điểm chấm thì chấm trong quá trình thi điểm của các đơn vị. Cái điểm lưu ý thứ ba là chúng ta sai một cộng tác thì bị trừ 0,25 điểm trên một em, và chúng ta nhân với số lượng sai. Và nếu như sai cái cộng tác bằng cái số lượng là một phần cộng trở lên thì không tính điểm cái phần cộng như đó. Cái điểm lưu ý tiếp theo là đội hình sáng tạo chỉ được và có 29 đội viên, nếu dư và thiếu thì ban giám khảo sẽ không chấm cái phần sáng tạo. Cái phần chấm tập hợp thì được chấm trong cái quá trình là tập kết góc màn hình và bút màn hình, và mỗi cái đoạn như thế thì có 0,25 điểm. Đó là về cái bắt cắt về cái biểu điểm chấm mà ban giám khảo ta đưa ra. Về cái thành phần ban giám khảo you.